cũng chấn hỏi thôi. Ok. Dạ rồi kia, kia thở luôn chưa lâu rồi. Nó hú này nó tá mà nó nhăn nó nhăn đăng nó nhăn đăng không nhiều bạn tá Con dâu chưa đón chưa vào đón chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôn Ngộ Không. Còn hôm nay cô dâu chú rể sẽ trao tay nhau nơi ngón tay giáp út, nơi mạch máu con tim luôn chảy xiết để hòa quyện với nhau một điều rằng suốt cuộc đời này họ sẽ thuộc về nhau. Dù lá xanh kia có đổi màu và đá kia có mòn theo nước chảy, nhưng tình với bạn trẻ sẽ trường tồn mãi mãi. Vâng, xin mời chú rể chủ động trao cho cô dâu trước ạ. Có lần tháo ra to bằng quả chuối này hơi khó đeo quý vị ạ. Và con xin được khẳng định một điều rằng anh này thì không chỉ có tay to đâu ạ, mà chỗ nào cũng to hết quý vị ạ. Xin mời sát lại với nhau đây ạ. Tay của chú rể đặt vào chỗ nào mềm mềm của cô dâu? Biết chỗ nào chỗ mềm không ạ? Không, không phải trước ngực. Đừng, chỗ đấy không được. Nhiều người này ngại nó chứ. Chỗ eo. Chỗ eo khoảng tầm 150 vanh rồi đấy. Cầm vào đấy đấy ạ. Làm mái thì còn ngại. Sờ vào đây hai tay. Tay của cô dâu thì sờ vào chỗ nào cứng cứng của chú rể? Đấy, rất chuyên nghiệp. Làm mãi cho quen rồi còn ngại. Hai tay thì cầm cho chắc à. Xinh gái này dễ mất lắm. Đặc biệt trên đằng báng thì có một số thành phần không tốt đâu. Đúng không ạ? Cô dâu tôi để nhìn thẳng vào mắt nhau. Sát vào. Trước khi hôn chúng tôi lưu thế này, chỉ được dùng môi và dùng lưỡi, không được dùng răng. Và cũng gì không được hôn trong phần dưới của cô dâu. Tránh trường hợp cô dâu bị phê, đúng không ạ? Chuẩn bị sẵn sàng ạ. Chúng tôi sẽ đếm. Một, đừng cười quá nhiều. Tránh trường hợp bị xước môi. 2 2 7 5
không dám nhìn luôn quý vị ạ. Và ba bắt đầu tiến vào quan trọng hóa thân tại đây nha, rất tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào toàn thể quý vị. Vâng, đây chính thức mọi người đã chào cho nhau nụ hôn ngọt ngào nồng cháy, một nụ hôn năm tuổi với nhau đây của cuộc đời của bạn trẻ. Và đây hôm nay kể đi họ đã lên vợ lên chồng, những gì của nhau cũng là của chung, thương chung bà chung cha chung mẹ, chung anh chung chị tối về chung trang chung dân chung ngồi chung phòng chung lòng ước rồi sẽ chung lòng dựng xây. Oh, my God.